Rồi anh em chúng tôi đã đến thành phố Quy Nhơn và đây là cầu Thị Nại ha, cầu Thị Nại đúng không em? Đây là một trong những cây cầu biển đẹp nhất Việt Nam đây. Đây cầu Thị Nại đúng không? Rồi cầu Thị Nại hả? Quá đẹp luôn. Cái cầu này dài bao nhiêu ta? Này dài lắm ạ. Dài, như nó là dài nhất Việt Nam mà bắt đầu bị dài nhất Việt Nam. Dữ vậy hả? Hiện tại bây giờ. Theo thông tin của đồng chí ngồi kế bên thì cây cầu này là cây cầu bắc qua biển hiện tại đến hiện tại là dài nhất Việt Nam. Đồng chí này nói chứ mình chưa có nắm chính xác thông tin hả các anh em hả? Đang dẫn vào khu resort FLC Quy Nhơn hả? Khu này ở xã Nhân Lý ha. Nãy nó cập nhật là chỗ đó ở xã Nhân Lý đúng không ạ? Dạ đúng. Rồi. Đó anh em chúng tôi sẽ đến đó và qua bên Kỳ Co ha. Và Kỳ Co ở gần đó luôn. Tham quan ha. Đúng là cây cầu này dài, chắc là dài nhất Việt Nam đến thời điểm này thật à. Dài quá trời luôn. Thấy bên kia có một số resort ở bên đó kìa. View đó là view quá đẹp này. Từ đây từ chỗ cầu Thị Nại này còn chạy còn tầm 13 km nữa là tới khu resort FLC. Bên này nhìn vô bên trong là thành phố Quy Nhơn hả? Mình vừa rời khỏi bên thành phố Quy Nhơn rồi. Dĩ nhiên chắc khu này là thành phố Quy Nhơn mở rộng. Lâu lâu đi làm vlog mà nói ngáo ngáo quá, nói ông rành vậy trơn. Những anh em mô tô đang chạy ra. Đang tiến về... Đây là nhỏ lẻ một vài anh em đi muộn chứ còn nguyên đội hình mô tô đã về đến khu resort FLC rồi. Khu này resort gì đẹp quá, khu biển này đẹp ha. Rồi cây cầu đi nãy giờ chưa hết luôn. Rồi giờ là hết cây cầu ha. Mặt nước trong xanh. Rồi các đoạn này lát nữa vào đánh mô tô rồi cập nhật tiếp. Rồi đã đi gần đến khu FLC nha. Các anh em mô tô đang chạy phía trước, đang chạy vượt khu vực này. Chiều nay sẽ diễu hành ở khu vực này ha. Bình Định có khu này đẹp quá. Có cái con đường đôi này rộng đẹp, vắng xa khu dân cư. Các anh đang tụ họp ha, chuẩn bị tiến vào. Làm anh thua lỗ với được bác. Rồi đã đến Kỳ Co Nhân Lý. Ở đây xã Nhân Lý đúng không anh? Ở đây là xã Nhân Lý. Xã Nhân Lý, huyện gì? Huyện gì? Không có huyện. Xã Nhân Lý, thành phố Quy Nhơn, vậy là mở rộng đúng không? Tỉnh Bà Rịa, hôm nay dân địa phương của tỉnh. Rồi, bên kia đẹp nha. Cái con đường kia là con đường đi bên vách núi đẹp đó đúng không? Nổi tiếng đúng không?
rồi lăng nữa sẽ lên trên đó. Cầu tình yêu. Có bé nào trên đó không anh? Em lên trên đó chứ, có bé nào trên đó không? Rồi khu này đẹp. Rồi gia đình mình xuống đi. Rồi cảm ơn bác Tài ha. Cảm ơn anh. Rồi. Rồi đi ghép đoàn cùng các anh chị ở đây ha. Đây dừa. Cái gì ngon thế? Rồi. Khu này kỳ co eo gió ha các bạn các anh em, khu này quá đẹp. Rồi đã trở lại biển kỳ co ha, này đang đến biển kỳ co này, trên này vách núi, nước suối đang chảy xuống ha, nước ngọt này, nước ngọt tiệp này, nước ngọt ha. Rồi bên này biển ha các anh em ha. Trong thời gian ăn trưa, hội mô tô đang tập hợp bên khu ăn trưa bên nhà hàng bên kia ha. Mình tranh thủ đi qua đây chơi thăm cái eo biển Kỳ Co. Rồi nơi này quá đẹp, quá đẹp. Giờ tầm 1 giờ rưỡi trưa thì hơi nắng nha. Rồi nắng chứ hơi gì, nắng quá luôn chứ hơi gì. Rồi đi xuống đây, xuống tham quan khu vực này. Khu vực này thì có hai nhà hàng ha. Bên này một cái nhà hàng, bên kia cái nhà hàng. Cái eo Kỳ Co này đẹp quá. Rồi cái một đường ở trên kia đi bộ xuống cái khu cái quảng Kỳ Co ở trên kia đi bộ xuống ha. Này có mấy khu resort. Rồi con đường lên lên trên biển bên kia. Con đường bên vách biển á. Rồi tận dụng buổi trưa. Trải nghiệm chơi ha. Việt Nam mình có nhiều nơi đẹp quá. Mỗi nơi có mỗi cái đẹp khác nhau ha. Vừa rồi có chuyến xuyên Việt thì trải nghiệm cái cánh miền Trung Cao Nguyên và ra ngoài miền miền Trung, cánh đi miền núi á. Còn hôm nay đi biển ha, đẹp nè. Đi bộ xa quá, muốn đi qua bên kia mà xa quá. Một vị trí cực đẹp và biển miền Trung thì nước luôn trong xanh ha. Xanh múc múc ngoài kia kìa. Rồi có con đường bên này nè, bên cái vách núi ha. Măng theo cái vách núi nè. Đó. Rất là đẹp. Cũng được quảng cáo nhiều ở trên cái trang du lịch của Quy Nhơn Bình Định rồi ha. Đây trên này thì núi. Núi này thì thấy cỏ không à. Cây lớn này không có ha. Rồi bây giờ chị. Rồi này là biển Kỳ Co. Con đường này không biết mang tên con đường gì nữa, quá đẹp nha. Bên này đồi núi nè. Xuống đầu đồng chí. Nước trong xanh nha. Quá là đẹp. Rồi mình xuống mình ghi cận lại các anh xem ha. Cái mic nó hết pin, nó nghe chắc hơi ồn ào. Các anh em
xem nha. Quá là đẹp luôn. Con đường sao có cá hả? Con đường mé núi. Rồi mình xuống đây coi thì có gì dưới này. Đẹp ha, có cá không? Rồi có những chú cá con vô trong này nha, có ốc luôn ha. Rồi cá bơi nè. À, này nguyên cái vậy, cái này cái có nhiễm biển nè. Này chỗ đá chỗ này hả? Nhiễm đâu? Từ có nhiễm biển. Đâu? Đã vậy. Để quay video clip rồi nè. Đâu, video clip nha. Nhiếm đâu, nhiếm đâu. Đâu? Gì có. À. Ồ, nó chăm luôn á. Trời, đang đồng chí này đang bắt nhiếm biển. Nè, cứ anh. Chăm không em? Kéo gà. Nó bò trong đấy, nó bò nè. Ồ, bò vô trong luôn rồi. Luôn. Rồi. Ca này thất bại. mấy con? Hai con trong đó à? Mà nhím này là nhím biển này là cầu gai thì nó ăn không được. Cầu gai này là cầu gai có gai nó nhiều. Còn cầu gai ngắn mới ăn được. À. Rồi. Tính bắt con nhím mà thất bại rồi bà con ơi. Thất bại rồi. Rồi. Chú cua, chú còng ha. Biển miền Trung, biển Bình Định nha. Kỳ Co Bình Định nha, quá đẹp nè. Rồi, đây là đồng chí đi chung đi vào mô tô nha, một chú em ha. Quá đẹp luôn. Đang cực kỳ nóng bỏng anh em. Rồi. Đang
anh em đang tụ họp ở phía trước rất là nóng bỏng nè. Rồi nóng bỏng luôn, nóng bỏng luôn. Rồi đang tụ họp lại tại đền thờ Nguyễn Trung Trực ha, trước đền thờ Nguyễn Trung Trực. Đây, mẹ bông. Hello em. Cameraman quá trời nha. Các anh em coi nha. Đó. Cung đường rất đẹp nha. Mình ghi tầm 5 phút nữa mình sẽ ngưng. Qua top xe này mình sẽ ngưng rồi mình tối nay mình vẫn được tiếp sau hả? Xe nữa thôi, đang đợi lên nút luôn. Yeah, hello anh. Hello. Hello anh em. Hello. Yeah, con trai. Yeah. Yeah, yeah các anh em. Yeah. Rồi, đã tiến về khu vực FTC, Resort FTC Luxury. FTC các bạn. Rồi. Hả? Chắc mình vô đậu xe luôn đi em, chạy vô đậu xe mình lội đi ra. Vô bãi luôn đi.
Rồi tắm hồ bơi luôn. Rồi hello em. Ra lúc nào em? Ra lúc nào? Ra lúc. À vậy hả? Dạ. Rồi. Ok em Thiệu Tông. Rồi. Đậu khúc trước á được á. Tối lên đại diện Bình Tân hả? Lên luôn nha, lên luôn nha. Tối nay hú lên anh em mình lên nha. Rồi, hello chào tất cả anh em. Rồi. Chuyến diễu hành ở ngoài cung đường ở bên ngoài đã xong rồi, về đến khu resort FLC. Đây ha, chuẩn bị vô bên trong ngay gala tiệc thì đây. Ghi cái một đoạn xe có sẵn tại đây anh em xem chơi nha. Đây. Rất là nhiều nè. Rất là nhiều xe nè. Goodwin có nè, BMW GS nè, rồi vân vân, có Ducati rồi những chiếc xe thể thao sport ha. Đầu tiên ghi các anh em xem nè. Quá trời nè. BMW R nè, BMW GS nè. Rồi Streetlight rồi vân vân nhiều những thương thì những chiếc Adventure ha. Vì những chiếc Adventure đi đường xa khỏe ha, thoải mái nên thành ra các anh lựa chọn rất là nhiều. GS, kể cả trong này có Triumph Tiger 900 nữa. Rồi một buổi chiều mắc mẻ tại thành phố biển Quy Nhơn này, xã Nhân Lý, Quy Nhơn. Quá trời luôn nè. Những chiếc xe nè, CVO nè. CVO nè, những chiếc xe nhiều tiền lắm. Ha, 2 tỷ mấy tiền rồi những chiếc này Rockin ha, này Rockin CVO luôn ạ. Rồi quá trời những ngựa chiến nè, cá mập nè ha. Ở đây chắc nhìn tới lui chắc ở đây tầm 4 đến 500 xe quá ha. Đi em tiệp đi, vòng mình đi vòng lên đây cái mình đi xuống ha. Xong rồi đã xuống giao lưu tiệc với mấy anh em. Ở trên cái YouTube này các anh đi đợt này xem về coi cái YouTube này coi nhìn thử xe mình đâu ha. Đây có những chiếc xe nè. CB650 cũng có nè, rồi tới Africa Twin bán sport cũng có ha. CB1000 CBR ngàn, những chiếc Africa châu Phi quan giả ha. Rồi đây chiếc Goldwing của Honda Phát Tiến, rồi GSA 1250 phiên bản HB ha. Ở nhà mình đang còn một chiếc như vậy. Rồi đây là Goldwing, ông những ông vua đường trường nè ha, đã lựa chọn Goldwing đi những cung đường xa rồi là giống như chiên cơ mặt đất vậy đó, êm ái lắm ha, rất là êm ái. Rồi Goldwing quá trời luôn. Rồi những chiếc này ngày hôm qua mình có một làm cái clip một đoạn của ở tại Tuy Hòa có rồi, Super Adventure 1290 của nhà KTM ha. Rồi đây ha, rất là nhiều nè, đậu kể cả bên trong rồi ra tới bên ngoài ha. Rồi phê chưa. Rồi này hội nào mà có bộ màu sặc sỡ quá không biết luôn. Này K1600 rồi vòng vòng bên này BMW hay các anh. À rồi BMW nha,
không biết giờ này 6 giờ rồi mà sao FLC chưa bật đèn lên nhìn cho nó hấp dẫn thêm không biết. Rồi chiếc này hôm qua đi hình như gặp á tiệm con Yamaha. Rồi quá trời chưa. Vậy là hôm qua chiều trưa tiệm đúng nè, chiếc kia anh nhầm là con Ducati nhưng mà em nói con nữa 500F, 500X đó. Rồi những chiếc Ducati hả, Bengali V4S siêu phẩm của nhà Ducati hả, này đậu chỗ này không có đèn luôn, không biết xe của này của bạn nào. Những chiếc xe này tuyệt phẩm, siêu phẩm rồi. Rồi Multistrada. Rất rất là nhiều đẹp mà hôm nay không có không có đèn, nó hơi thiếu ánh sáng. Cái thành phố biển Quy Nhơn này, cái không gian mới, không gian khu đô thị mới bên này đường đẹp lắm các anh em. Các anh em tổ chức đi chơi nhiều khi tới đây nè. Rồi qua bên này là cái eo Kỳ Co, nó nằm đây ha, eo Kỳ Co gần chỗ này thôi. Eo Kỳ Co rất gần chỗ đây, eo gió đây gần bên này, này khu biển và mấy cái vịnh bên này rất là đẹp, đảo bên này rất đẹp. Nước trong xanh sạch lắm. Các anh đi rồi thì bỏ qua ha, còn các anh em mà chưa đi thì mình gợi ý các anh em có dịp đi ghé đoạn này, khu vực này rất đẹp, vô trong cái biển Kỳ Co. Kể cả bên trong nữa nè. Rồi quá trời nè. Quá trời luôn. Nay cũng tầm 400-500 xe, tầm 400 xe quá, 400-500 xe gì đó. Rồi đã vào bên sảnh tiệc bên trong ha các anh. Rồi mình ghi qua sơ cái. Các anh em xem chơi nha. Các anh em ở trên YouTube này thường những anh em đam mê xe mô tô có thấy mặt của mình thì để ý nha. Đây. Rồi các anh. Rồi. À, dạ chào anh, dạ chào các anh, dạ chào em ghi cái clip chơi, dạ chào các anh. Các anh hội quán An Nhơn mình hả? Rồi, dạ, dạ Quy Nhơn. Cái hội quán Quy Nhơn, rồi chào các anh. Hội quán An Nhơn sao đông dữ không em? Đông dữ rồi, anh Tý. Dạ rồi, bắt bài đó. Hello nha, làm cái clip cho em. Rồi, chào các anh em. Rồi. Hi, hello em. Rồi, chào nha. Bắt đầu, coi YouTube em. Nhắc đẹp trai nè. Rồi, các anh em đang tiều tiệu về ở bên này bia ha. Ở bên này bia và bên này quầy rượu. Rồi, ok, anh cảm ơn. Anh xin đây, anh xin anh đi, em ghi hình anh. Em ghi hình anh. Dạ, dạ. Không, mình selfie à. Dạ rồi, em đứng đây nha. Anh Hà nè. Vô. Rồi. Vô. Dạ rồi, anh Hà. Dạ rồi. Em bưng cái này mất tiêu rồi, em bắt tay anh cái. Dạ chào anh. Dạ chào. Anh chào anh Phương. Dạ chào. Dạ chào. Đứng dưới là anh Phương. Dạ. Dạ. Chúc em gặp anh riêng chút xíu nha. Dạ rồi, em cảm ơn anh.
Ồ, không khí thật là thích ha. Các anh em baker ở trong này mình may mắn được biết nhiều các anh. Được các anh biết mình nhiều chứ nhờ thông qua YouTube mà mình biết không kịp, cứ gật gật không à. Ơi, hello em. Ơi, ngồi. Rồi, anh đang ghi hả? Từ từ đang ghi hình, để tí xíu coi tí ngồi đâu, bố trí mình ngồi đâu, ngồi đó cho biết. Lấy anh lại. Đêm nay là chơi trái thôi mà, sợ gì? Rồi, ok không? Em âm thầm em ghi âm đó. Và ngay sau đây trân trọng kính mời anh Mẫn sẽ đại diện cho ban tổ chức để có đôi lời chào mừng tất cả quý vị đến với chương trình gala trong buổi tối ngày hôm nay. Chào mừng đại diện ban tổ chức, xin chân thành cảm ơn đến quý vị văn khách và tất cả anh em biker có mặt trong đêm hành trình trái tim 2023 tại Quy Nhơn. Chúng tôi thực sự như quý vị đã biết, hành trình trái tim đã đến, đã hoàn thành, đã phát 800 phần quà cho hai tỉnh Phú Yên và Quy Nhơn với giá trị trên 400 triệu do tất cả nhà tài trợ đã đóng góp cho chương trình. Ban tổ chức rất hạnh phúc vì có sự đồng hành của tất cả nhà tài trợ và tất cả anh em biker từ Hà Nội đến mũi Cà Mau đã hội tụ về đây cho chương trình. Đặc biệt là có sự cho phép của cơ sở ban ngành địa phương, hành trình trái tim mới diễn ra một cách thành công. Và một lần nữa tôi xin đại diện cho ban tổ chức xin cảm ơn và chúc quý vị một buổi tối thật nhiều niềm vui với một cái buổi tiệc ấm cúng và không thiếu phần sôi động. Xin cảm ơn ạ. Thưa quý vị, vừa rồi là phần chia sẻ của anh Hồng Nguyên Mẫn đã đại diện cho ban tổ chức chúng tôi chào đón tất cả quý vị đến với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay. Và trong buổi tối ngày hôm nay chúng tôi cũng rất vinh dự được đón chào ông Ngô Quang Vinh, Ủy viên Ban Kiểm tra Olympic Việt Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Mô tô Thành phố Hồ Chí Minh. Xin mời ông cùng tiến lên trên sân khấu và có đôi lời chia sẻ. Và thưa quý vị, xin mời cho ông Ngô Quang Vinh của chúng ta một tràng vỗ tay thật lớn chào đón ông. Nha Trang sẽ cùng tiến lên trên sân khấu. Trân trọng kính mời hội trưởng của câu lạc bộ mô tô Phú Yên sẽ cùng tiến lên trên sân khấu. Trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ mô tô Đà Lạt Frontier sẽ cùng tiến lên trên sân khấu. Trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ mô tô Biên Hòa sẽ cùng tiến lên trên sân khấu. Né cho người lên. Trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ mô tô Home Chapter sẽ cùng tiến lên trên sân khấu. Trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ mô tô Cà Mau sẽ cùng tiến lên trên sân khấu. Trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ Willy Sài Gòn sẽ cùng tiến lên trên sân khấu.
Trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ mô tô Liên Quận sẽ cùng tiến lên trên sân khấu. Trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ mô tô Tiền Giang sẽ cùng tiến lên trên sân khấu. Trân trọng kính mời câu lạc bộ mô tô Quảng Ngãi sẽ cùng tiến lên trên sân khấu. Trân trọng kính mời đại diện của câu lạc bộ mô tô White Eagle sẽ cùng tiến lên trên sân khấu. Trân trọng kính mời câu lạc bộ mô tô HD Sài Gòn sẽ cùng tiến lên trên sân khấu. Trân trọng kính mời câu lạc bộ sẽ cùng chính thức bước vào bữa tiệc. Nên ngay bây giờ đây, Thành Tuấn xin trân trọng kính mời tất cả quý vị. Nếu ly quý vị chưa có thức uống gì, xin đổ đầy ly vì chúng tôi sẽ làm nghi thức khai tiệc ngay sau đây. Và xin mời ban tổ chức, dạ, chúng ta sẽ nhận ly bia. Xin mời bộ phận kỹ thuật sẽ nhận ly bia nhé. Sẽ hỗ trợ dùng Thành Tuấn ly bia dành cho tất cả các câu lạc bộ đồng hành, các nhà tài trợ có mặt trên sân khấu của chúng ta ngày hôm nay. Dạ, chúng ta chưa vui sâm banh nha. Thưa tất cả các hội trưởng của câu lạc bộ cùng với ông Ngô Quang Vinh, chúng ta hãy sốc mạnh sâm banh lên nào. Khi nào đếm cao đao 1, 2, 3 chúng ta sẽ thể hiện nghi thức vui nha. Dạ, xin mời anh Bông, chúng ta lắc mạnh sâm banh lên nào, bịt lại và lắc mạnh lên nào. Dạ, sẵn sàng nhé. Dạ, dạ, và đếm giùm em từ 3 tới 1 để những chai sâm banh của chúng ta được mở ra được không ạ? Quý vị ơi, cùng Thanh Tuấn đếm nào. Dạ, chuẩn bị nào, lắc mạnh giùm em các anh chị ơi. Dạ, xin mời các anh, chúng ta cùng lắc mạnh lên nào. Dạ, xin mời các anh hội trưởng đang đứng ở phía đầu này, chúng ta lùi xuống giùm Tuấn một xíu. Anh Bảo ơi, anh Bảo ơi, cho em lùi xuống giùm em một xíu, có pháo rồi em ạ. Thưa quý vị, và chúng tôi cần tiếng đếm lớn hơn của tất cả quý vị ở đây để chúng ta chính thức bước vào bữa tiệc nào. Dạ, đếm 1, 2, 3 giùm em nha quý vị ơi. 1, 2, 3, mở sân banh nào. Và thưa quý vị thân mến, xin mời tất cả quý vị cùng đứng lên cùng chúng tôi để cạn ly đầu tiên. Xin mời tất cả các anh em bài cơ cùng đồng hành với anh chị trái tim. Đêm nay là đêm mà chúng tôi và một chiếc muốn tri ân đến tất cả anh em. Hãy cùng hòa nhịp cùng với hành trình trái tim 2023. Xin mời tất cả các vị trí chúng ta cùng đứng lên. Các anh em biker, các anh em mô tô, các anh ơi, ly của các anh đâu hết rồi ạ? Dạ, ly đâu? Lớn lên đồng hồ, ly đâu? Đêm này là đêm của chúng ta, vậy thì 1, 2, 3 xin mời tiến lên trên và chờ ban tổ chức chúng tôi sẽ có một phần quà lưu niệm. Ở đây là chúng ta sẽ nhận tượng trưng và phần quà này sẽ được gửi trực tiếp về các hội. Thưa quý vị, đó là một chiếc áo ghi dấu hành trình trái tim mà chúng ta sẽ nhận tượng trưng. Và bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ gửi quà tặng vật phẩm về với tất cả các hội của chúng ta. Và ngay sau đây, trân trọng kính mời ban tổ chức chúng ta sẽ cùng gửi tặng những phần quà tượng trưng dành cho những hội trưởng, những người đã đồng hành với hành trình trái tim cùng với tất cả các anh em biker